Xin chào cả nhà, chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Mình là Phạm Xuân Dũng. Thưa quý vị, ngày hôm nay mình có mặt tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Mình được biết ở đây có một cái hoàn cảnh mà được người dân trình báo là một người mất tích, là một người phụ nữ đã mất tích được hơn một tháng rồi nhưng vẫn tìm chưa ra. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại ngay cái miếng vườn. Đây quý vị đang thấy ở sau là nơi cái thời điểm mà ngày cuối cùng mà chị ấy mất tích và câu chuyện đó như thế nào. Và hôm nay mình cũng muốn tìm hiểu câu chuyện này để rất mong cộng đồng trong và ngoài nước hoặc là ai đó có thể giúp đỡ cho gia đình tìm lại được người phụ nữ mất tích này. Xin chào cả nhà. Trước mặt quý vị đang xem đó là anh Thăng, là người mà đang liên hệ với mình để muốn qua mình tạo cái nhịp cầu để mà muốn tìm lại cái người mà phụ nữ đang mất tích đó. Được biết người phụ nữ mình đang mất tích đó là vờ của anh Thăng, đúng không ạ? Anh Thăng, cho em hỏi là tên đầy đủ của anh Thăng là gì và hiện tại đang cái địa điểm của anh đang sinh sống đây ở đâu ạ? Em tên là Lê Công Thăng. Sinh năm 1970. Đang đi làm phụ hồ. Sinh sống tại Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang luôn. Em xin lỗi. Tên là chị nhà của anh á, là tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Nguyễn Thị Kim Liên. Sinh năm 1971. Anh có thể kể cho mọi người được biết là cái thời điểm của chị bị mất và cái lý do bị mất tích đến thời điểm bây giờ là như thế nào? Bữa là ngày 22 tây tháng 6. 9 giờ chị xuống, tôi bây giờ ở đây nè. Có mướn thêm hai người phụ nữa. Rồi 9 giờ mấy đem mới đem bánh mì xuống cho anh em ăn. Xong là bắt đầu bẻ dừa mới đem ra ngoài lẩu đó đang cho người ta đếm á. Thì khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ thì có người lại đếm ta chở. Thì vợ tôi ngồi ngay chỗ gốc dừa đó, là rốc cái dừa chút nghe. Ngay gốc dừa này anh? Rồi. Rồi, sao thì trong khoảng mà vợ tôi vừa giúp em vừa đếm dừa cho người ta chở á. Thì em lên miếng trên có miếng dừa nữa, em bẻ trên đó. Rồi vợ tôi nói bẻ miếng đó xong rồi đi về trên nhà ăn cơm. Tại nhà thì lên đó khoảng chừng 700-800 mét. Mới dẫn anh em ra ăn cơm thì vợ nó hôn để chia xế về. Thì chút cũng ngồi chút lá ngay đó luôn á. Xế khoảng 2-3 giờ chiều thì người ta chở vừa đi xong rồi. Rồi thấy không về khoảng chừng, tại vì về nhà ủy y thường thường nó đi về lên xuống là khoảng 5-6 giờ mới ngày nào cũng vậy mới về. Thì khoảng 5-6 giờ đi xuống đây thì mất tiêu, không thấy vợ đâu, không thấy luôn. Cộng đồng mới báo công an xã mình. Vô xong rồi nó mới điện thoại anh em này cái nọ tìm kiếm cho tới 3-4 giờ sáng cũng không có luôn. Rồi từ đó tới nay coi như là không tin tức, không gì hết luôn. Vì cái sự việc nó như vậy đó. Anh có thể tả về hình dáng của chị ạ? Cái trước khi đi chị mất mang áo quần gì ạ? Bận một cái áo tay dài, sơ mi tay dài mà cũng hơi cũ cũ rồi. Màu gì anh? Sọc sọc đỏ với trắng trắng mà nhưng mà nó mờ nhạt á. Ở trong thì bận một cái áo bông, bông đen mà đỏ đỏ tí tí thì vậy nè. Mà cái quần đen. Trong cái vỏ đó là có một chai nước suối nhỏ với một con dao yếm đằng rốc lá dừa đó. Với một con dao nhỏ đằng chút nghe. Chỉ có nhiêu đó thôi. Chị trên tay, chị trên người chị có mang theo vòng vàng gì không ạ? Không, có một đôi bông nhỏ vậy thôi. Với đội một nón bành mà màu trắng mà nó cũng nhạt rồi, màu cũ á. Cái đặc điểm của chị á là dễ nhìn biết nhất là cái gì ạ? Cái đặc điểm không có cái dễ da của chị da đen ngăm đen. Dáng người cao hay là dáng người dấp khoảng cao khoảng mét năm mấy ạ? Mét năm mấy. Khoảng mét 55. Mét 55 ha. Thì từ hồi đó đến giờ thì trong gia đình mình đã có tổ chức tìm kiếm gì không ạ? Dạ có anh, tìm kiếm là suốt 2 tuần. Hai tuần là trong cái đó là đi một ngày là 20-30 chiếc xe không. Tại vì người này kia chỉ là sợ là bị bệnh đột xuất mình không biết á. Người này kia chỉ bắt đầu mới đi kiếm, rớt thì kiếm ở đây. Đây cùng 70-80 người kiếm đây là trong vòng khoảng 5 ngày.
Còn xe thì đi kiếm suốt 2 tuần luôn. Rồi từ từ anh em thấy vậy bắt đầu coi như chuyện gia đình ta, anh ta phải lo. Yeah. Mới bớt đi lại thì yeah. Rồi trong gia đình đi kiếm tiếp luôn, tối nay là 1 tháng mấy rồi. 1 tháng mấy rồi. Dạ. Yeah. Này coi như là 1 tháng 10 ngày rồi. Dạ. Yeah. Rồi tự gia đình đi kiếm. Dạ. Yeah. Nhưng mà ngày nào cũng đi kiếm 2-3 xe, người chỉ Gò Công, người chỉ ở Hô Tùm Lum đó mà kiếm không ra. Dạ. Yeah. Anh chị được mấy cháu rồi? 1 cháu anh. Dạ. Yeah. Cháu năm nay học lớp 11, bắt đầu vô học lớp 11. Vô học lớp 11, cháu trai cháu gái anh? Gái. Cháu gái ha. Em hỏi một cái vấn đề về tế nhị một chút. Là anh chị thời gian qua hạnh phúc không ạ? Bình thường anh. Bình thường. Không có coi như là không gây gổ không gì hết. À. Thì thấy con người cũng không bệnh hoạn luôn. Dạ. Nói vậy đó. Tức là tóm lại thì đối với anh là chị không có chuyện gì để buồn hết. Rồi đúng rồi. Dạ. Cho em hỏi một cái lý do này á, cái này thì ấy thì anh chị có mua bảo hiểm nhân thọ không? Hôm năm rồi có mua một ở bảo hiểm ở bảo hiểm nhân thọ á. Ở nhà thương không. Bảo hiểm nhân thọ á, tức là dạ. Không có anh. Dạ. Anh chị có hay đi khám sức khỏe bình thường đều thường xuyên không? Có ha. Có, dạ. Nói chung là coi như là vợ thì tháng là đi khám định kỳ 1 lần. Dạ. Và theo ấy thì chị không có cái bệnh tật gì hết. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Em sợ đôi khi là chị ngã bệnh đột xuất rồi đi đâu đó rồi ngã bệnh đột xuất rồi mình thì, không biết á. Thì mình cũng sợ vậy thôi nhưng mà dạ. Thấy bình thường, tại vì làm việc ngày nào làm việc thấy cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra trong mình nghi vấn chút xíu á. Dạ. Dạ. Anh có thể cho có cái hình ảnh gì về của chị không cho em xin cho mọi người được biết ạ. Cái này là tức là anh đã từng làm cái này rồi phải không? Dạ. Đây thưa cả nhà. Anh cầm lên dùng em nghe, anh cầm lên dùng nhà cho em coi. Dạ. Đây đến đưa cái này. Rồi. Anh đã từng làm cái này. Anh đã dán cái này đi nhiều nơi không? Dạ nhiều nơi lắm anh. Nhiều nơi lắm hả? Dạ. Từ Long An, Chợ Gạo, Hòa Định rồi có lên tới thành phố luôn. Dạ. Chị Nguyễn Thị Kim Liên sinh năm 1972. Dạ. Anh... Cái này tại đứa mình trong giấy chứng minh thì ấy lên lộn nhưng mà tại nó ghi lộn á. Giấy chứng minh 71. Rồi không rồi dạ. 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 Khi đi mặc áo bông đen. Ha? Dạ. Dạ. Đây, anh liên hệ bên Thăng số điện thoại đây quý vị. Đây thì nếu mà quý vị có thấy chị Liên ở đâu hoặc đang nếu mà có cu mang ở đâu ở chùa hoặc là đôi khi chị có thể ngã bệnh và nằm ở bệnh viện nào, có ai được biết tin của chị Liên thì vui lòng liên hệ về là chồng của chị Liên, đó là số điện thoại 0328 686 610 hoặc là 0938 829 080. Đấy thì anh có thể cầm cái này lên cầm lên người cầm lên cái này rồi cầm lên giùm em rồi đây quý vị nhá. Rồi thì hiện tại bây giờ gia đình đang rất là hoang mang và cũng đang tìm kiếm rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tìm ra được chị, từ là với số tức là tìm kiếm cũng tầm khoảng là hơn 1 tháng nay rồi vẫn chưa tìm ra. Thì anh có thể nói đôi lời cho mọi người được biết. Giờ cả gia đình cũng tìm kiếm quá nhiều rồi. Yeah. Xin anh chị hay là ông bà gặp ở đâu, xin báo về số điện thoại này gặp anh Thăng, xin gia đình cảm ơn và hậu tạ. Dạ, dạ, rồi. Được đấy. Chào anh. Dạ, anh có thể cho em biết được là trong quá trình mình hay đi, bây giờ công việc của anh là làm thợ hồ, nhưng mà chị thì hay làm gì ạ? Coi như là ở nhà cũng dọn giường về nó này, dọn dạ. Giường nấu cơm cho con ăn đi học. Dạ. Vậy thôi. Chứ anh chị có buôn bán gì không ạ? Dạ không. Dạ. Anh có thể cho biết được là cái kinh tế của mình á, thì dạ. Bây giờ thì nó có ổn không ạ? Dạ, cuộc sống gia đình á. Kinh tế gia đình giờ là coi như là ổn. Dạ. Ổn coi như là đủ sống. Đủ sống. Dạ. Có nghĩa là mình không phải thiếu nợ gì hết. Dạ đúng rồi. Dạ, không phải thiếu nợ ai. Dạ đúng rồi. Cho em hỏi là cuộc sống mình á. Với bà con hàng xóm với hoặc là anh có mâu thuẫn gì với ai không? Không, theo mà đối với vợ con với gia đình luôn á thì ở dòng xóm người ta rất là thương. Dạ. Dạ. Không dạ. Có mất lòng những gần giường của ai, không có mất lòng ai hết tất cả. À. Dạ. Dạ. Em nghĩ rằng là chắc câu chuyện của anh đã được trình báo lên công an xã, công an huyện và công an tỉnh rồi đúng không? Dạ, chắc dạ. Người ta cũng đang thụ lý cái hồ sơ của mình. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cái việc giữa đó thì cái việc đó thì em gia đình thì cứ để cho công an làm việc.
với em thì hôm nay đến đây em ghi lại cái câu chuyện của mình. Và mong rằng nếu quý vị khán giả đang xem trên kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân và quý vị biết được là chị Liên đang ở đâu hoặc là thấy một người nào tương tự như vậy thì làm ơn hãy liên hệ với anh Thăng, chồng của chị, và người con, đứa con gái thì ngày đêm đang mong mỏi rằng là những cái mong chờ quý vị cũng như là mong chờ chị Liên nếu đang ở đâu đó thì rất là mong tin vui báo về để anh và con gái đến đón về gia đình, về đoàn tụ. Dạ. 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 Và thưa quý vị có thể xem đây là cái miếng vườn. Anh chị ở đây thì đang có những cái miếng vườn dừa như vậy. Và hàng ngày thì cuộc sống và thu nhập của gia đình phụ thuộc vào cái vườn dừa. Thì như quý vị đã nghe được anh Thăng, chồng của chị, cho biết rằng là cái buổi ngày cuối cùng là cái mà chị mất tích mà hơn một tháng nay, đó là lúc mà chị cùng với hai người nữa đi bẻ dừa ở đây. Hai người đó là chị thuê bẻ dừa để bán cho thương lái. Và đây là cái vị trí mà anh chồng của chị, anh chồng của anh Thăng, là chồng của chị Liên, là thấy lần cuối cùng mà khi mà chị ngồi ở đây trước khi mất tích. Vâng, thưa quý vị, có lẽ rằng thì qua câu chuyện của anh Thăng đang tìm người vợ bị mất tích hơn một tháng nay, rất mong quý vị quan tâm chia sẻ trên bất kỳ bằng phương tiện nào, bên trên Facebook, trên Zalo hoặc bất kỳ cái nào quý vị có thể chia sẻ được. Quý vị hãy làm ơn, làm phước chia sẻ clip này của mình để cho cộng đồng được biết, được biết, để hãy tìm mọi cách tốt nhất và nhanh nhất có thể để gia đình được tìm thấy người chồng thì tìm thấy vợ, người con thì tìm thấy mẹ, để cho họ được đoàn tụ sớm nhất. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi clip này. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.